Ông vua tham lam. Ngày xưa, ở vương quốc Phrygia xa xôi, có một vị vua tên là Midas. Ngài sống ở trong một tòa lâu đài vô cùng nguy nga và lộng lẫy. Bởi vua Midas là một vị vua rất giàu có, nên mọi đồ vật trong cung điện đều vô cùng xa hoa. Dù ngài có muôn vàng của cải, nhưng ngài vẫn luôn mong muốn mình giàu có hơn nữa. Vua Midas luôn ước ao vàng bạc châu báu trong khắp thiên hạ này đều thuộc về mình. Chính vì thế mà ngài không bao giờ bỏ qua cơ hội để có thêm được nhiều của cải. Một ngày đẹp trời, vua Midas nổi hứng muốn đi dạo xung quanh cung điện của mình. Bỗng nhiên, ngài thấy hai tên lính của hoàng cung đang lôi sình sệch một lão già đi ngang qua. Lấy làm ngạc nhiên, nhà vua liền lại gần và hỏi: "Có chuyện gì thế? Các ngươi lôi ở đâu ra một lão già hom hem tàn tạ thế này?" "Thưa đức vua, chúng thần đang đi tuần thì bắt gặp lão già này đang chui vào vườn nho của người để ăn trộm nho đấy ạ." Vua Midas cảm thấy vô cùng tức giận, bởi trong cung điện của ngài, vườn nho chính là nơi mà ngài giữ gìn nhất. Đừng hòng một ai có thể lấy được một quả nào mà không xin phép ngài. "Láo xược, không biết ta là ai hay sao mà dám vào vườn nho của ta hái trộm. Tống hắn vào ngục cho ta." Thế nhưng lão già ăn trộm chẳng lấy gì làm sợ hãi. Lão ta dương đôi mắt lên nhìn nhà vua. Bộ râu của lão ta thì dính đầy nước nho, khiến lão trông càng tàn tạ. Hai tên lính tuân lệnh nhà vua và kéo lão già đi. Nhưng nhà vua chợt nhìn kỹ lão già, có gì đó ngờ ngợ. Nhà vua liền gọi: "Khoan đã, kéo lão ta lại đây." Nhà vua nhìn ông già một hồi, rõ ràng ngài cảm giác đã nhìn thấy ông ta ở đâu rồi. Khuôn mặt này, cái đầu hói cùng bộ râu tốt âm. Chợt, nhà vua nhận ra đó chính là người bạn thân của thần rượu mà ngài đã từng gặp trong một bữa tiệc của các vị thần cách đây đã lâu. Nhà vua nghĩ bụng: "Trời ơi, đây chẳng phải là lão Selene, bạn thân của vị thần rượu đầy quyền năng đó sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời để ta lấy lòng thần rượu, ta không thể bỏ lỡ được." Vậy là ngay lập tức, vua Midas cho mở một bữa tiệc linh đình để chào đón vị khách không mời mà đến. Ngài cho rằng việc tiếp đón lão Selene một cách trịnh trọng sẽ làm cảm động thần rượu, và biết đâu nhờ thế, thần rượu sẽ ban cho ngài thật nhiều của cải. Bàn tiệc được bày ra với đủ loại sơn hào hải vị để thiết đãi lão già Selene. Vua Midas cung kính nâng rượu mời người bạn của thần rượu. Nhiều hoa quả, đồ ăn được dâng lên khiến lão già Selene rất hài lòng. Bữa tiệc tưng bừng kéo dài suốt 10 ngày. Lão già Selene được cung phụng hết mực. Lão ta hả hê ăn uống no say và luôn miệng cảm tạ tấm lòng hào hiệp của vua Midas. Tới ngày lão Selene phải trở về nhà, vua Midas cho một đoàn tùy tùng đứng chờ sẵn. Đích thân vua Midas dẫn đoàn người ngựa để đưa lão già Selene về tận nơi. Ngài kính cẩn mời lão: "Mời ngài lên xe ngựa, tôi sẽ đích thân đưa ngài về. Ngài là một người khách vô cùng quý của tôi. Bất kể khi nào ngài muốn, hãy ghé qua đây, tôi sẽ luôn nghênh tiếp ngài." Nhìn những cỗ xe ngựa xa hoa, lão già Selene lắc đầu: "Ta không thích đi xe ngựa, ta vốn chỉ thích cưỡi lừa. Ngài có thể chiều theo ý thích kỳ quặc này của ta được không?" Đương nhiên là vua Midas đồng ý. "Ồ vâng, chuyện đó thì có gì đâu. Bất kể ngài thích điều gì, chúng tôi đều sẽ chiều theo ý của ngài. Sẽ có lừa cho ngài ngay. Người đâu, mang lừa tới đây." Vậy là cả đoàn người lên đường. Lão già cưỡi lừa đi trước, vua Midas và đoàn tùy tùng cưỡi ngựa theo sau. Đoàn tùy tùng đi được một ngày trời thì bỗng phía trước, một chiếc xe bằng vàng được kéo bởi một con cọp đang đi ở phía trước xuất hiện. Đó chính là chiếc xe chở thần rượu. Khỏi phải nói, khi vừa ngó đầu ra khỏi xe thì thần rượu đã nhìn thấy người bạn của mình đang cưỡi lừa đi chiều ngược lại. Thần rượu sung sướng reo lên: "Trời ơi, ông bạn yêu quý của tôi đây rồi. Trời ơi, ông đã đi đâu mấy năm nay chứ?" Thần rượu ngay lập tức xuống xe và đỡ người bạn từ lưng lừa xuống. Gặp lại bạn, thần rượu vui mừng khôn xiết. Ngài thốt lên: "Tôi đã đi tìm ông khắp nơi. Ông đã đi đâu mà không nói với tôi một tiếng? Tôi cứ tưởng ông đã bị lạc rồi chứ, ông bạn quý của tôi." Lão già Selene cười rung râu:
Tôi chỉ đi ngao du sơn thủy, hưởng thú vui trên đời thôi mà. Có gì đâu mà ông bạn phải lo lắng thế. Giờ thì tôi đã trở về rồi này. Vậy là thần rượu kéo cả đoàn người ngựa của vua Midas cùng ông bạn già trở về cung điện của mình. Thần rượu vui mừng nói với vua Midas: Ngươi đã tiếp đón bạn ta rất tốt, còn đích thân đưa bạn ta trở về. Đáp lại thịnh tình của ngươi, ta sẽ thỏa mãn bất cứ điều ước nào của ngươi. Ngươi thích nhận món quà gì nào? Chỉ chờ có thế, vua Midas hí hửng nghĩ: Thật là một cơ hội tuyệt vời, ta sẽ xin thần rượu món quà gì đây? Một thùng vàng bạc châu báu ư? Ồ không, thế thì vẫn chưa đáng. Hẳn là thần rượu rất yêu quý người bạn này của mình. Vậy thì ta sẽ xin 10 chiếc xe vàng chăng? Vẫn không đáng. À đúng rồi, tại sao ta không xin điều này nhỉ? Nghĩ đến việc mọi thứ xung quanh mình đều là vàng, vua Midas hào hứng thưa với thần rượu: Thưa thần rượu, tôi ước gì mỗi khi tôi chạm vào bất cứ đồ vật gì thì thứ đó sẽ biến thành vàng. Thần rượu rất ngạc nhiên, ngài cho rằng điều này thật là bất tiện. Nhưng thấy ước muốn đó của vua Midas cũng không có gì là khó khăn cả, nên ngài suy nghĩ một hồi rồi gật gù: Lẽ ra ngươi nên chọn điều ước khác tốt hơn, nhưng không sao, mong ước của ngươi sẽ thành hiện thực. Thần rượu vung tay về phía vua Midas, bàn tay quyền lực của ngài tạo ra một vần hào quang. Toàn thân vua Midas được bao trùm một vùng ánh sáng huyền ảo. Vua Midas sung sướng chạy một mạch về cung điện của mình. Trên đường đi, nhà vua chạm vào một cành cây bên đường để thử. Lập tức, cành cây biến thành vàng lấp lánh. Nhà vua vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Ngài lại thử chạm tay vào một quả táo trên cành. Lập tức, quả táo biến thành vàng. Từ nay tất cả mọi thứ xung quanh ta sẽ biến thành vàng hết. Ta sẽ trở thành một vị vua giàu có nhất thế gian. Nhà vua hớn hở chạy về cung điện của mình. Vừa về tới nơi, vua vội vàng chạm tay vào cánh cửa. Cánh cửa lập tức biến thành vàng. Nhà vua sung sướng chạy vào trong cung điện, nhìn quanh mọi vật dụng trong cung. Ngài tưởng tượng ra chỉ một lát nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ biến thành vàng. Vậy là ngài chạm vào tất cả mọi thứ xung quanh mình. Chỉ trong một loáng, ngài đã đứng giữa một cung điện vàng. Thế nhưng rồi cũng tới lúc ngài cảm thấy đói bụng. Nhà vua vui vẻ vẫy gọi người hầu: Người đâu, mang thức ăn cho ta, ta đang đói quá rồi. Hôm nay quả là một ngày thật hạnh phúc đối với ta, ta sẽ ăn thật nhiều. Vậy là một bàn đầy thức ăn được dâng lên nhà vua. Thế nhưng khi vua Midas vừa cầm vào chiếc đùi gà định đưa lên miệng, thì ngay lập tức chiếc đùi gà biến luôn thành vàng. Điều này không còn khiến nhà vua cảm thấy vui nữa. Ngài lại thử cầm miếng bánh mì đưa lên miệng, miếng bánh mì cũng biến thành vàng lấp lánh. Ngài chẳng ăn được gì, nhà vua đành phải cầm chai rượu lên để uống. Thế nhưng khi chai rượu vừa chạm vào môi thì toàn bộ chai rượu biến thành vàng. Ngay cả rượu cũng trở thành những hạt vàng lấp lánh tuôn ra. Nhà vua thản thốt kêu lên: Hả? Rượu là thức uống mà ta thích nhất, giờ cũng không thể uống được rồi, làm sao đây? Người đâu? Hãy lấy thức ăn bỏ vào miệng cho ta mau, không thì ta chết đói mất. Một người hầu vội vàng bước lại gần, xúc một miếng thức ăn đưa vào miệng nhà vua. Nhưng khi thức ăn vừa chạm tới miệng, lập tức cũng biến thành vàng. Vậy là chẳng thể ăn cũng chẳng thể uống được bất cứ thứ gì. Nhà vua đành phải chịu đói. Ngài ngồi trên ngai vàng đau khổ với thân hình ngày một tiều tụy. Lúc này nhà vua mới nhận ra ông ta đã xin được một điều ước khủng khiếp. Nhà vua đau khổ suy nghĩ: Phải tìm lão thần rượu để thu lại điều ước ngu ngốc này. Nhà vua liền hét lớn: Người đâu, lấy ngựa cho ta mau lên, nếu không ta sẽ chết mất. Đưa được ngựa đến trước cổng lâu đài, vua Midas vội vàng chạy ra và nhảy lên lưng ngựa. Thế nhưng khi ngài vừa chạm tới ngựa thì con ngựa đã biến thành vàng. Ngay cả cái dây cương ngựa mà nhà vua vừa chạm vào cũng biến thành vàng. Quá kinh sợ, nhà vua thốt lên: Chúng đều biến thành vàng cả rồi, làm thế nào để ta có thể đi tới chỗ thần rượu bây giờ? Người đâu, mang xe ngựa tới đây cho ta. Một chiếc xe ngựa vừa được đưa tới. Thế nhưng khi nhà vua vừa bước chân lên chiếc xe ngựa, lập tức chiếc xe ngựa biến thành vàng. Cuối cùng nhà vua phải chọn một giải pháp, ngồi vào trong chiếc xe ngựa bằng vàng để lính chở đi.
Vừa gặp được thần rượu, vua Midas quỳ sụp xuống cầu xin. Thần rượu ơi, người hãy tha thứ cho điều ước rồ dại của ta. Người có thể cho điều ước của ta hết hiệu lực được không? Thần rượu hiểu rằng thế nào vua Midas cũng phải đến tìm mình để xin thu hồi lại điều ước. Ngài vuốt râu mỉm cười. Hãy lặn xuống dòng nước Bắc Tô Le. Nước của dòng sông sẽ gột sạch được dấu vết của điều ước ngu xuẩn của ngươi. Vua Midas vui mừng nói với thần rượu. Cảm tạ thần rượu Dionysus. Vậy là vua Midas chạy ngay ra bờ sông Bắc Tô Le. Ngài nhảy xuống sông để gột rửa hết điều ước của mình. Nước xung quanh nhà vua như những hạt vàng bắn tung tóe. Nhà vua cố gắng gột rửa thật kỹ để không còn một chút điều ước nào sót lại. Ngài quá sợ hãi với điều ước kinh khủng của mình. Ngài cũng nhận ra vàng bạc châu báu không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc. Sung sướng được giải thoát khỏi tặng phẩm kinh hoàng đó, vua Midas thậm chí không còn muốn nhìn thấy vàng nữa. Từ đó, ngài chỉ thích dạo bước trên những đồng cỏ để tận hưởng cảnh đẹp của thiên nhiên và lắng nghe những bản nhạc du dương của những chú dế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!